Xin chào bạn, hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn về một dòng máy khoan bê tông 18mm chính hãng của thương hiệu Hitachi Nhật Bản. Đây là máy DV18V và linh kiện phụ kiện đi kèm theo ta sẽ có một tay cầm rất là dài, một thước ti để chúng ta có thể đo được cái khoảng cách ta muốn khoan bao nhiêu. Và chúng ta sẽ có sách nhựa sử dụng theo hình chính hãng. Và đây là chiếc máy DV18V chúng ta khoan bê tông tới 18mm lận và quan sát 13mm, và nó sẽ sử dụng cái độ kẹp 13mm đây. Và ở sau đây sẽ có thông tin của cái máy chúng ta. Máy sử dụng điện 230V này, công suất là 690W, tốc độ là 1000 tới 3000 vòng một phút. Và khoan sắt, khoan bê tông mình đã nói rồi. Và nó sẽ có rất nhiều có tốc độ, tại vì ở trên cái phần cò điều khiển tốc độ nó sẽ có cái, đây là cái nút điều chỉnh tốc độ rồi. Và cái phần đầu nó sẽ có thêm một cái lần chỉnh tốc độ thêm một lần nữa là đây. Đó, khi các bạn xoay á, thì bạn qua chuyển qua xe cấp độ khác thì chắc chắn mình nghĩ là các bạn sẽ bị cứng, là bị kẹt á. Nhưng mà các bạn chỉ cần xoay cái đầu kẹt thêm một lần thôi là nó vào rồi. Đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ có cái cần gạt đảo chiều này. Và chúng ta sẽ có thêm cái khóa đầu khoan đi kèm nữa. Đó, để khóa là cái đầu khoan này, tại vì cái đầu khoan này không phải là cái đầu khoan tự động nên chúng ta không thể siết được. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng máy khoan Hitachi DV18V. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn hãy nhấn subscribe, like kênh của mình. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.